Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính biến nền kinh tế từ bại thành nát, Võ Văn Thưởng K7K phát triển bền vững. Chưa đầy 5% doanh nghiệp có tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận, đó là tựa đề bài báo được một tờ báo nổi tiếng trong nước đăng tin. Được biết, trong năm 2023, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận sự giảm sút về đơn hàng, doanh thu, lợi nhuận rất rõ rệt so với những năm trước đó. Kết quả điều hành nền kinh tế của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thật tệ hại. Vào năm 2023 đã sắp qua, nhưng xem ra nền kinh tế Việt Nam rất ảm đạm. Doanh nghiệp trong nước thì khốn đốn, các kênh huy động vốn như ngân hàng, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu thì vô cùng bất an cho nhà đầu tư. Rất nhiều người đã bị mất tiền với việc đầu tư này. Mới đây, cơ quan điều tra thông báo một kết quả làm chấn động xã hội. Đó là bà Trương Mỹ Lan thông qua ngân hàng SCB trong hệ sinh thái của mình đã hốt một lượng tiền khổng lồ tương đương với 12,5 tỷ đô la Mỹ. Và hiện nay mô hình dùng ngân hàng để lùa gà đang là ung nhọt cực lớn của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Liệu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có dám khui tiếp hay chỉ khui đến đó là dừng? Năm ngoái, ung nhọt của thị trường cổ phiếu bị khui với vụ án Trịnh Văn Quyết FEC, thị trường trái phiếu bị khui với vụ án Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàn Minh và vụ án Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát. Thực chất, vụ đổ bể của ngân hàng SCB đã diễn ra từ năm ngoái, nhưng năm nay Bộ Công an mới công bố. Ngân hàng, chứng khoán bùng ra những ung nhọt rất lớn, xem như thị trường vốn của Việt Nam đang nhiễm căn bệnh hiểm nghèo nhưng không dám phẫu thuật. Bởi nếu phẫu thuật thì nền kinh tế từ bại thành liệt luôn. Ông Phạm Minh Chính đang tỏ ra rất yếu kém, nhưng ông Tổng chẳng làm gì được. Thị trường vốn gặp vấn đề thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam được xây dựng trên ba chân trụ, đó là khối tư nhân, khối nhà nước và khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay, khối tư nhân chết như ngả dạ vì đói vốn, đói đơn hàng. Khối nhà nước lâu nay vẫn ăn bám là chính. Còn lại, nền kinh tế Việt Nam chỉ trông cậy vào nguồn vốn ngoại. Nền kinh tế tan nát, phố xá, tiêu điều, hàng quán trả mặt bằng khắp nơi, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế cho năm nay dự tính khoảng 5,8%. Khối FDI chỉ chiếm có 3% số doanh nghiệp toàn quốc, nhưng tạo ra 19% GDP, cung cấp tới 35% việc làm và đóng góp cho xuất khẩu đến 74% tổng giá trị. Hầu hết những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ít chịu tác động xấu từ thị trường Việt Nam nên họ vẫn tương đối ổn định và đang gánh GDP cho nền kinh tế của Việt Nam. Khối này đang cứu Đảng Cộng sản và giúp ông Thủ tướng khoác lác với toàn dân. Hiện nay, vì lợi ích của các nhóm ký sinh trong tập đoàn của nhà nước mà quá trình chuyển đổi xanh đang rất chậm chạp. Vì nguyên nhân này mà các doanh nghiệp gia công của Việt Nam hiện nay đói đơn hàng, phải tinh giảm đến mức gần như giải thể toàn bộ. Chỉ khi điều kiện chuyển đổi xanh của phương Tây áp đặt lên hàng hóa xuất khẩu, đập cho các doanh nghiệp Việt Nam tan nát, thì chính phủ mới hô hào về việc chuyển đổi xanh và nền kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản cũng chỉ giỏi hô hào và hội họp là chính, còn thực hiện thì rất tệ. Để nền kinh tế tan nát như thế này là trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính, chứ không phải ai khác cả, vì ông là người đứng đầu chính phủ, chịu trách nhiệm về điều hành kinh tế đất nước. Ông Võ Văn Thưởng, K7K phát triển bền vững. Từ lâu, Đảng Cộng sản chỉ giỏi hô khẩu hiệu, ồn ào, còn làm kinh tế thì chẳng ra gì. Nền kinh tế của Việt Nam đang đi từ bại đến xuội và công cuộc chuyển đổi xanh đang rất chậm trễ, nếu không muốn nói là thất bại. Vậy mà, ông Võ Văn Thưởng vẫn chém gió tại hội nghị APEC rằng Việt Nam tăng trưởng kinh tế bền vững luôn đi đôi với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Nói là quyền của kẻ khoác lác, tin hay không là quyền của người nghe. Muôn đời Đảng Cộng sản vẫn như thế, chỉ khoác lác mà chẳng làm được gì cho dân, cho nước. Nâng cao mối quan hệ với Mỹ mà để cho tập đoàn Intel từ chối đầu tư thêm và chuyển hướng sang Ba Lan là một thất bại ê chề của chính phủ. Lẽ ra ông Võ Văn Thưởng phải lấy điều này làm nỗi nhục thì ông lại bám vào cái khẩu hiệu để tự bạo hào về giá trị ảo,
với cách lãnh đạo không dám nhìn thẳng vào sự thật, thì mãi mãi đất nước này không ngóc đầu lên được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ngày hôm nay: Thủ tướng biến nền kinh tế từ bại thành sụi, Võ Văn Thưởng K7K phát triển bền vững. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Cao Chí chiếm tiền Trương Mỹ Lan, Trương Mỹ Lan chiếm tiền SCB và SCB chiếm lại tiền của dân. Mới đây, báo chí nhà nước cho biết bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB với số tiền khổng lồ lên đến 304.000 tỷ đồng, tương đương 12,7 tỷ đô la Mỹ. Một con số gây choáng váng không biết cho bao nhiêu người đấy. Thực ra, Ngân hàng SCB là một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là ngân hàng mà bà Trương Mỹ Lan đã lập ra để gom tiền gửi của khách hàng rồi chuyển vào tay bà chủ tập đoàn. Ngoài ra, SCB còn lùa gà khách hàng gửi tiền tiết kiệm để chuyển sang mua trái phiếu của những doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Cuối cùng, khách hàng vô tình trở thành nạn nhân của vị đại gia này. Điều này không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2 mà đã được lên kế hoạch và thực hiện chót lọt trong một thời gian rất dài. Ông Nguyễn Cao Chí chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của Trương Mỹ Lan. Bà Trương Mỹ Lan và nhiều nhân vật liên quan rồi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là hệ thống pháp lý và năng lực quản lý, giám sát của những người vận hành bộ máy nhà nước này như thế nào, mà lại để cho một tập đoàn làm giàu bằng cách lùa gà trên quy mô vô cùng lớn như thế trong một thời gian dài mà không hề bị phát hiện. Nếu nói Vạn Thịnh Phát nguy hiểm cho nền kinh tế Việt Nam một, thì hệ thống pháp lý đầy kẽ hở để khủng long có thể chui lọt như thế sẽ là nguy hiểm gấp trăm ngàn lần. Một khi nền tảng pháp luật hở toang hoác như thế, thì không chỉ Vạn Thịnh Phát mà sẽ còn rất nhiều đại gia khác đã, đang và sẽ tiếp tục lợi dụng. Có điều là họ chưa bị lộ mà thôi. Không chỉ Vạn Thịnh Phát nắm ngân hàng SCB, còn có him lam của đại gia Dương Công Minh nắm ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín Băng Sacombank. Sacombank là ngân hàng trong hệ sinh thái của đại gia Dương Công Minh. Liệu đại gia này có để Sacombank hoạt động độc lập hay không? Hay cũng là lùa gà hốt tiền của khổ chủ như bà Trương Mỹ Lan đang làm và đã từng làm? Tương tự, Techcombank cũng thuộc hệ sinh thái của đại gia Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh. Và ẩn khuất phía sau nó còn rất nhiều đại gia khác sở hữu ngân hàng. Bà Trương Mỹ Lan chiếm tiền của SCB. Những khách hàng bị SCB lừa đã và đang đòi hỏi quyền lợi, tuy nhiên khả năng là họ sẽ mất trắng, chứ chẳng thu hồi được đồng nào. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, việc xét xử sẽ là một phiên tòa lớn với rất nhiều bị cáo, bị hại, và đây là phiên tòa xử đại gia, nên các quan tòa được phân công xử vụ này cũng có rất nhiều cơ hội mà hốt tiền. Cơ hội tên tuổi được nổi và quan trọng hơn là cơ hội kiếm trác rất mạnh từ bộ máy chạy án đằng sau các phiên tòa kiểu như thế này. Vì các đại gia cũng sẽ là chuẩn bị những khoản tiền không nhỏ để cố gắng làm sao cho án nhẹ nhất như có thể. Khi đồng tiền của dân lọt vào tay những kẻ siêu lừa thì những kẻ này thà bôi trơn cho bộ máy tư pháp ăn ngập mặt để họ có cơ hội giảm nhẹ hình phạt, chứ họ không bao giờ trả lại tiền cho dân. Hơn nữa, bộ máy thi hành án cũng tìm đòi một cách để mà xà xẻo. Vậy nên, người dân đừng có mơ là được hoàn trả lại số tiền lỡ gửi vào SCB. Khách hàng lỡ tin lời của SCB xem như mất trắng tiền. Kết quả điều tra của công an cũng cho biết, đại gia Nguyễn Cao Chí đã chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng. Vậy thì Nguyễn Cao Chí chiếm đoạt tiền của Trương Mỹ Lan, Trương Mỹ Lan lại chiếm đoạt tiền của SCB, và cuối cùng thì SCB chiếm đoạt tiền của người dân cả nước. Sự chiếm đoạt lẫn nhau như thế, cuối cùng chỉ có người dân là chịu thiệt thòi hơn cả, và nhiều người rẽ trắng tay.
cũng giống như các vụ án chuyến bay giải cứu các quan chức và gian thương chấn lột dân, sau đó những người tham gia tố tụng chấn lột lại moi tiền của những người đứng trước vảnh móng ngựa thông qua hình thức chạy án. Cuối cùng, người bị hại thực sự là người dân mà chẳng được hoàn trả một xu nào. Nào là công lý, nào là tòa án như có vẻ dân chủ. Tuy nhiên, về bản chất, kẻ có quyền thịt kẻ thất thế. Còn công lý cho người bị hại, thực sự thì mơ đi, không có bao giờ cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Nguyễn Cao Chí chiếm tiền Trương Mỹ Lan, Trương Mỹ Lan chiếm tiền SCB và cuối cùng SCB đoạt tiền của dân. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.